mùng 2 tháng 5. 2020. Hôm nay cắt cái cây mai chú thủy lai rau muống. Nổ cái cho nó kêu. Đây, người trồng cây, trồng bonsai nha. Mà lúc cắt mà tiếc nha. Đấy, các bạn nhìn này không tiếc sao được à. Nhìn cái tược nó bắn này, tiếc sao được. Tức là không có thằng nào là thằng đeo đeo, thằng ăn bám, thằng nào cũng làm việc á. Tập bát tập mai lai. Wow. Đấy. Đấy. Có xa xa tí nhìn. Sinh khối. Mấy bạn này là xếp vào hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tưởng mê gì, cái này ai cũng mê. À. Đây, trước khi cắt. Nhà làm ra cắt khí thế. Đấy là cục mà anh cũng được hai nhát rồi. Đây nhát nữa này. Thằng này mới thần kỳ. Như thằng này cắt thằng này trước rồi anh ha, cắt sớm mà hạ nó xuống như nó lôi lên đó. Cắt cái nhánh vượt sớm hơn cũng lôi chỗ này lên đó. Đang lôi lên đó. Thể này mọi người, xanh um. Một trong những cây tốt nhất vườn.
Cái giống nó cũng tốt ạ. Nhấc ra được rồi. Giống tốt đó.